Xin chào mọi người, trong clip này Lucas sẽ giới thiệu đến mọi người cái hộp đựng đồ nghề hay là cái tủ đựng đồ nghề mini của hãng Fervi của Ý. Mã hàng của cái này là C086-04C, giá 720.000 một cái. Nó có bao gồm có 4 cái ngăn đựng hay là 4 cái hộp tủ như thế này, hay là 4 cái ngăn tủ như thế này. Các cái hộp tủ này bằng nhựa trong suốt nha mọi người, để mình dễ nhìn vào bên trong mình thấy cái dụng cụ của mình. Những cái tủ đồ nghề mini có nhiều ngăn như thế này, nhiều hộp như thế này thì chúng ta mua về để đựng các cái chi tiết nhỏ như là ốc vít, bu lông con tán rồi đó, thì mình để vào đây. Nhất là các cái gara xe ô tô á thì nên mua cái này về để sử dụng. Nếu mà mọi người muốn đựng số lượng nhiều hơn á thì cái hộp đựng đồ nghề này, cái tủ đựng đồ nghề mini này nó có cái hai là ở xung quanh nè, ở mặt trên nè, mặt dưới nè, và bên trái và bên phải, hai bên hông của cái tủ này nó có cái khớp nối ray trượt như thế này, để chúng ta có thể ghép lại những cái module như thế này, những cái khối như thế này lại với nhau. Có nghĩa là chúng ta sẽ ghép được bên hai bên hông nè, bên trên và bên dưới luôn, là ghép được một cái mảng to gồm nhiều cái tủ đựng đồ nghề mini này, để chúng ta đựng nhiều cái dụng cụ chi tiết nhỏ của mình. Kích thước của một cái module như thế này, kích thước của một cái tủ mini như thế này là chiều dài là 300, chiều dày là khoảng 108 và chiều cao là 200mm. Chúng ta có thể ghép nhiều cái tủ này lại với nhau thông qua những cái khớp nối thành ray trượt, khớp nối ray trượt như thế này, làm bằng nhựa nhưng mà rất là một loại nhựa rất là chắc chắn, rất là cứng nha mọi người. Rất là tiện lợi để chúng ta đựng các cái chi tiết nhỏ. 720.000 một cái của Ý, hàng nhập khẩu nha mọi người. Đây là mặt trước nè, còn đây là mặt sau nè. Mặt sau thì hãng Fervi họ thiết kế cái dạng kiểu như cái cửa sổ như thế này, cái cửa sổ hay là cái tổ ong gì đấy, để nó thoáng, hơi thoáng khí, nó không có bị ẩm thấp cái dụng cụ của mình để ở bên trong này. Ngoài cái loại 4 ngăn này ra thì nó còn loại 12 ngăn nữa nha mọi người. Nếu mà anh chị nào có nhu cầu mua các cái tủ đựng đồ nghề mini này thì cứ liên hệ trực tiếp với em. Giá bán lẻ là 720.000, mà giá cho số lượng lớn hơn thì cứ liên hệ trực tiếp với em, số điện thoại có trên màn hình, em sẽ cho mọi người cái giá tốt hơn. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong các cái video sau nha.